Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo KG10A10S có một thiết kế độc đáo và nhỏ gọn, lấy cảm hứng từ hình thác nước và hạ tiết dòng chảy, tạo nên một tổng thể đẹp mắt. Thiết kế này không chỉ làm cho sản phẩm nổi bật mà còn tiết kiệm không gian. Với dung tích bình chứa 4 lít và công suất lọc 20 lít trên giờ, hệ thống bơm hút hai chiều và van điều tiết là van điện tử. Máy có thiết kế điều khiển bằng cơ, bạn chỉ cần vặn xoay núm để lựa chọn một trong ba chế độ nước một cách nhanh chóng. Trên máy đã được trang bị hai van cơ lấy nước tiện lợi cho cả người già và trẻ em. Công nghệ block hiện đại của máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG10A10S giúp nước nhanh chóng đạt nhiệt độ mong muốn và đảm bảo cung cấp nước liên tục. Điều này đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cả ngày và không gây lãng phí năng lượng. Máy này cũng có tính năng tạo nước giàu hydrogen, hữu ích cho sức khỏe thông qua lõi lọc khoáng gốm. Hydrogen trong nước giúp loại bỏ các gốc tự do có hại, bổ sung vi khoáng và chất điện giải có lợi cũng như là chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe. Máy lọc nước được trang bị 7 lõi đúc nguyên khối, tạo thành hệ thống lõi lọc chắc chắn và bền bỉ. Các lõi lọc được đúc nguyên khối để đảm bảo khép kín và ngăn chặn hiện tượng nhiễm khuẩn, rò rỉ nước. Ngoài ra, máy còn có nhiều tính năng tiện ích khác như chế độ nút nối nhanh dễ dàng thay lõi, giàu hydrogen chống oxy hóa, trung hòa độ pH, tạo nước kiềm trung hòa axit cho cơ thể, tự ngắt bơm khi nước đầy, tự động xả nước thải. Nhìn chung, máy lọc nước nóng lạnh RO Hydrogen Kangaroo KG10A10S sở hữu công nghệ tiên tiến về nhiều lõi lọc, mang lại nguồn nước sạch, hiệu quả hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng.